Tôi có nghiệp vụ. Tức là đi kèm với cái ý thức ấy là có nghiệp vụ. Nghiệp vụ ấy là kể cả nghiệp vụ đứng lớp, cả nghiệp vụ đào tạo, cả nghiệp vụ huấn luyện, cả nghiệp vụ thiết kế nó cả. Cái nghề ấy là phải có hai yêu cầu, cái thời hiện đại có hai yêu cầu. Một là về lý thuyết, anh phải là cái đặc trưng cho thời đại. Và thứ hai là về kỹ thuật thực thi cũng phải đặc trưng cho thời đại. Cả hai cái đó là hai cái chỉ có thời đại này mới có thôi, các thời đại khác không có. Thế vì tôi có ý thức về cái điều đó cho nên tôi tập trung vào hai vấn đề này. Một là về lý thuyết. Thì lý thuyết thì có một ông tiến sĩ về 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 triết học thì khuyên tôi là nên đọc bốn tác gia, một là Marx, hai là Hegel, ba là Kant và bốn Platon. Nhưng mà tôi chỉ đọc Marx, Hegel, Kant và Khổng Tử chứ không đọc Platon bởi vì thì giờ ít quá. Và đặc biệt là tôi đọc kỹ về Marx, Marx và Khổng Tử, tôi đọc rất kỹ. Bởi vì thế này, hai cái vị này là ảnh hưởng rất trực tiếp đối Việt Nam. Khổng Tử thì ngàn năm nay, còn Marx thì mới thôi. Mới thôi nhưng mà những người ta hiểu về Marx cũng là khá khá nhiều rồi đấy. Cho nên tôi nghĩ hai cái này. Có một cuộc hội nghị về triết học mà đề tài cấp nhà nước thì có dự thảo mời tôi đến. Tôi bảo về việc triết lý giáo dục, gọi là triết lý giáo dục là cái chỉ đạo về giáo dục triết lý. Thì xưa nay thì tôi thấy có ba ý kiến. Một là đối với một là ông Khổng Tử là ông ấy đưa ra triết lý phục tùng, cả nước phục tùng ông vua, trong nhà phục tùng ông cha, vợ phục tùng chồng vân vân, học trò phục tùng thầy. Thứ hai là ông Marx, ông đưa triết lý đấu tranh. Cho nên nền giáo dục hiện đại cái triết lý của nó là triết lý hợp tác gì, hợp tác giữa cá nhân với cá nhân, giữa gia đình với gia đình, giữa quốc gia với quốc gia. Thế thì đã hợp tác thì bình đẳng, đã hợp tác thì bình đẳng, và đã hợp tác thì anh thầy giáo anh có trách nhiệm của anh, học trò có trách nhiệm của học trò, và hai cái trách nhiệm về mặt triết học là tương đương nhau. Bởi vì đối với giáo dục là những cái con người sống thật anh cũng thử được, anh không thể sai cả cũng thế được, bởi vì những con người người ta cho anh làm là phải đúng, mà làm là phải đúng thì phải có lý thuyết. Cho nên là tôi đưa đến cái những khái niệm rất cơ bản. Bây giờ có cái đổi mới căn bản là toàn diện là như thế này. Tôi sẽ chốt lại cái khái niệm trẻ em hiện đại là gì. Thì bây giờ có hai khái niệm mới về học sinh. Giờ tôi thấy cái khái niệm ấy không chưa đủ. Giờ tôi đưa vừa cái loạt bài vào rồi, tôi đưa hai khái niệm về học sinh. Khái niệm thứ nhất, học sinh trẻ em, tôi phân biệt là trẻ em và học sinh một chút. Tức là học sinh là nhân vật trung, là trung tâm của Đại hội 8 nói rồi, tôi không nói lại nữa. Còn hiện nay thì tôi nói rằng là học trẻ em là chủ thể. Điều đó nó khác với ngày xưa nay nói là trẻ em là đối tượng giáo dục. Bởi vì chủ thể khác với đối tượng. Như thế trẻ em là chủ thể thì như thế người lớn trở thành đối tượng. Cái đó là một cái khó thuyết phục nhất. Có một cái đề tài thời kỳ Bộ Giáo dục có cái đề tài cái gọi là triết lý giáo dục, có cái đề tài như thế, đề tài cấp nhà nước triết lý giáo dục. Thế thì các vị em lên về thì nói chung ấy ở đấy thì có nói là ca ngợi các vị trước, tức là những người những đưa ra trước cái này, những cái việc này. Thì tôi nói là khi đến lượt tôi bảo là đừng có ấn tượng, bởi vì cái thời ấy thì có ông Khổng Tử là đương nhiên, là tất yếu thôi. Cái thời kế có ông Marx là đương nhiên, còn thời này có chúng ta là đương nhiên. Cho nên ông Khổng Tử ông là con đẻ của thời đại ông ấy, thì ông có trách nhiệm về thời đại ông. Ông Marx là con đẻ của thời đại ông, có trách nhiệm về thời đại ông. Và chúng ta là con đẻ của thời hiện đại thì chúng ta có trách nhiệm về hiện đại. Đấy, thế thì
cái quan trọng nhất. Một cái đấy là một cái quan điểm. Là cái thứ hai nữa là cái về xưa nay là nhầm về triết học ta thấp quá. Cái quá trình vận động của trẻ em, cái quá trình trẻ em sống trong đời, quá trình sống trong bào thai, quá trình sống tất cả, quá cái diễn biến ấy là đi từ đơn giản đến phức tạp, thì cái đó dễ chấp nhận. Nhưng mà cái khó chấp nhận là đi từ trừu tượng đến cụ thể. Khi mà hai cái đứa gặp nhau, hai cái đứa được gặp nhau, bắt đầu cái thực thể đầu tiên là rất trừu tượng, nó chưa biết là cái gì cả. Dần dần đến 3-4 tháng nó cụ thể hóa là con trai con gái. Rồi ra đời nó càng cụ thể là nó thế nào, nó càng ngày càng cụ thể hơn. Cho nên là cái diễn biến của lịch sử là đi từ trừu đơn giản đến phức tạp và từ trừu tượng đến cụ thể. Thế thì ở Việt Nam mình mắc một cái món, đối với Lenin có nói một câu là từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng. Đáng lẽ ra phải nói là từ tư duy trừu tượng, những thực thể trừu tượng, anh càng ngày càng thâm nhập vào nó, biết cụ thể hơn. Thì như bây giờ tôi gặp anh, tôi chỉ biết anh là con bạn, nhưng mà càng ngày càng cụ thể tiếp xúc với nhau, càng cụ thể ra, càng hiểu nhau tiếp xúc. Cho nên là con đường của tư duy là đi từ đơn giản đến phức tạp, từ trừu tượng đến cụ thể hơn. Như thế là cái giáo dục hiện đại nó phải coi là trẻ con là chủ thể, chúng phải là đối tượng được giáo dục. Thầy giáo và toàn bộ mình có một thằng trẻ con nhé, anh thành lập nhà trường, anh có hiệu trưởng, anh rất nhiều hiệu trưởng, anh có trưởng phòng, rất nhiều trưởng phòng, anh có giám đốc, rất nhiều giám đốc, anh có bộ trưởng. Tất cả cái đó là anh theo thằng trẻ con. Không có thằng trẻ con thì mới làm gì các vị. Cuối cùng các vị có sức rồi các vị quay lại bắt nạt nó, quên mất nó. Anh coi nó là đối tượng được giáo dục, coi nó là đối tượng này khác thì không phải. Chính nhờ có nó mà có các anh, chứ không có nó thì làm gì có. Cho nên phải trở lại cái vai trò đích thực của nó. Nó là chủ thể. Cho nên tôi sẽ viết bài báo là từ cái chỗ là trẻ bình thường đến cái chỗ là học sinh là nhân vật là trung tâm, là một bước tiến cũng khó, đã khó rồi. Nhưng mà trung tâm ấy, thì nó có thể là thụ động. Trung tâm có thể, cái trung tâm ấy người ta hiểu nghĩa khác đi, là tất cả mọi người nên chăm sóc nó, bán ơn cho nó. Nhưng mà tôi nói nó là chủ thể, tức là nó chủ thể là các anh phải theo nó, chứ không phải. Cho nên nền giáo dục mở ra là vì học trò, tức là đã học là học được. Cho nên là anh là nói lý thuyết như thế thì phải có kỹ thuật để thực thi. Chứ nếu không có kỹ thuật thì nó vô duyên. Có kỹ thuật thì anh được xuống thôi. Cho nên là trẻ con tự sinh ra chính mình bằng cách là tự ăn và tự học. Tự ăn thì người ta còn thắc mắc, còn có thể ấy được. Tự học hai cái đó là bởi thế này, tự ăn tức là đưa thức ăn vào trong miệng, trong bụng mình, tự nó phải đưa, ai làm gì được. Có trẻ con nó phải tự, sữa nó phải tự đưa vào bụng, thức ăn nó phải tự đưa vào bụng, nó tự ăn với nghĩa như thế, chứ không phải là anh cho nó đổ vào trong bụng nó. Và thứ hai là phải tự học. Thì cái tự học ấy là nó cái tự học tức là anh phải đưa tất cả cái nền văn minh nhân loại vào đầu anh. Thì tôi phát hiện được cái đó mà tôi gọi là công nghệ giáo dục. Tức là công nghệ là gì? Công nghệ tức là một quá trình làm ra sản phẩm như đã định, như mong muốn, không may rủi. Quá trình một quá trình hẳn hoi mà tất cả cái gì cũng có công nghệ hết, nhưng mà anh không phát hiện ra thôi. Bây giờ anh ăn thức ăn vào thì trong đó thiên nhiên có công nghệ của nó để nó biến những cái thức ăn ấy thành máu. Thế cũng như bố mẹ gặp nhau thì có cái công nghệ của thiên nhiên nó thành cái đứa trẻ con. Thì thiên nhiên nó có công nghệ của nó, thì giáo dục cũng có công nghệ của nó. Người thực tài vì đất nước. Người thực tài là vì đất nước, thế thôi, không vì mình, không vì gì hết.
Thank you.